Xin chào tất cả mọi người nhé. Thì mình là Quân đây. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã quay lại với cái video của mình ngày hôm nay. Thì hôm nay là ngày 24 tháng 1 rồi này. Mọi người đấy, 24 rồi. Và lịch âm hôm nay, đêm nay là đêm 30 Tết rồi. Thì chắc là giờ này mọi người ở nhà đang quây quần sum họp bên gia đình đúng không? Ăn bữa cơm tất niên. Thì mình xin chúc tất cả mọi người là có một bữa cơm tất niên thật là đầm ấm với gia đình. Còn đâu mình thì vẫn đang ở bên Nhật này, thì do mình lựa chọn thôi. Thì năm nay là cái Tết thứ 5 mình ăn Tết ở bên Nhật rồi. Thì lần này nó hơi khác một chút. Mọi người đợi chút đi. Thì lần này mình nói Tết ở Nhật này thì nó hơi khác một chút. Vậy nên là mình sẽ quyết định là làm cái video vlog này để lưu giữ lại cái kỷ niệm. Thì ngày trước mình ở trên Fukuoka cơ, thì ngày Tết thì cũng có anh em bạn bè tập trung lại, rồi nấu ăn, rồi chung là nhậu ấy, ăn nhậu cái đêm 30 này để đón sang canh, đón giao thừa. Nhưng mà năm nay thì mình cũng mới chuyển nhà, thế nên là mỗi mình. Và mọi người ở nhà, nếu mà ai mà xem được cái video này của mình thì hoặc là bố mẹ có xem được thì cũng yên tâm, còn ở bên này rất là khỏe, vẫn không có cái gì hết. Thì hiện tại mới là cái Tết thứ 5 chưa về nhà thôi, có khi cố gắng này 5 cái Tết nữa rồi về có thể. Thì ngày trước đi học thì cứ nói là khi nào học xong ấy, tại vì trong lúc đi học không được về mà trường không được nghỉ mà. Thì cứ nói là khi nào học xong hoặc là đi làm thì sẽ phải về quê ăn Tết ấy. Nhưng mà giờ đi làm được 1 năm rồi cũng chưa có về quê ăn Tết được. Những ngày gần Tết này nhìn các bạn mua vé rồi các bạn check in về nước ấy, rất muốn về đấy, nhưng mà thôi thì con đường này mình đã chọn rồi, thôi thì mình không phải chấp nhận thôi, cố gắng xem. Nhưng mà chắc là mình nghĩ là Tết sang năm mình sẽ về, chứ không 6 năm không ăn Tết ở nhà nghe cũng hơi dài rồi đấy. Thì ngày xưa khi mà còn đi học ấy, mình sẽ kể cho mọi người câu chuyện này nhá. Ngày xưa lúc còn đi học ấy thì có một lần Tết đến này này, thì mình không nhớ là Tết vào thứ bảy chủ nhật hay là vào các ngày trong tuần, nhưng mà nói chung là cũng có một lần là Tết nó vào các ngày trong tuần ấy. Thế là cái hôm giao thừa này cô giáo có nhắc lúc trưa à, lúc sáng đi học ấy, cô giáo có nhắc là hôm nay là Tết của Việt Nam ấy, thì cô bảo cô nhắc là nếu mà có đón giao thừa rồi ăn tất niên cùng các bạn, nếu mà uống rượu say thì cố gắng mai đến lớp, cố gắng đến lớp, tại vì đến lớp ngủ cũng được không sao hết, cô còn nói thế. Bởi vì đi học ở Nhật này thì thường thường là chạy đua thành tích là nhiều mà. Mặc dù lên lớp có học mấy đâu, nhưng mà vấn đề là phải đi để điểm danh cho đầy đủ quân số ấy, thì nó còn ảnh hưởng đến trường và đến lớp nữa. Thế nên là cô giáo có nhắc là kể cả say bia say rượu hay là không ngủ thì cố gắng lên lớp kể cả ngủ cũng được. Đấy, thế lần đầu tiên trong đời gọi là đi học ở Nhật này gặp một cô giáo gọi là người giáo viên người Nhật tốt với học sinh người nước ngoài như vậy. Và mình còn nhớ là nếu mà vào thứ bảy chủ nhật ấy, thì kiểu gì cũng phải kibo nghỉ để còn anh em nói chung là ăn uống tụ họp ấy. Chung là đi du học thì lúc ấy thoải mái lắm, mình xin lịch nghỉ được mà, chứ còn bây giờ như kiểu là đi làm công ty rồi nó gò bó á. Lịch làm việc là phải làm, còn lông lịch nghỉ mới được nghỉ, kể cả Tết rồi vào đến giữa tuần hay là vào đầu tuần, chung là không được nghỉ. Đây mình ví dụ hôm nay ngồi nói chuyện một chút đây, thì hôm nay là thứ sáu rồi, thì công ty mình nó lại có cái lịch làm việc là thứ bảy của tuần cuối cùng của tháng ấy thì phải đi làm. Thì ngày mai là ngày mùng 1 Tết vẫn phải đi làm mọi người ạ. Cũng rất là chung là lúc trong lúc hôm nay đi làm vậy và mai đi làm vậy, nó chắc là có nghĩ mình nghĩ là có cái tâm lý Tết ấy, lúc nào cũng chỉ muốn về sớm thôi. Hôm nay đi làm vậy nói chuyện với mấy người Nhật đi, bảo là hôm nay là Tết ta muốn về sớm lắm đấy. Trong người ta cứ bảo là thôi ừ thì cứ làm đi, cố lên rồi sắp được về rồi, lại cứ vừa làm vừa nói chuyện với nhau như vậy. Thì ngày xưa mình đi du học cả mình ở trên Fukuoka ấy, thì Tết này mình cũng sắm sửa rất là nhiều. Đây bọn cho mọi người xem một cái ảnh nhá, ảnh hay là video nhỉ, thì mình sẽ để bên cạnh này cho mọi người cùng xem nhá. Thì mình cũng trang trí rồi nhà, rồi mua cành đào rồi bánh chưng rồi bia nước ngọt rất là đầy đủ luôn. Nhưng mà năm nay xuống đây chuyển xuống đây rồi thì nó rất rất nhiều lý do. Thứ nhất là bạn đi làm không thời gian để đi mua sắm Tết này, và thứ hai là ở dưới này kiểu là cửa hàng mà khi mà mình đi làm về muộn ấy thì
hầu như cửa hàng nó đóng cửa hết rồi, vì là chỗ này nó ít người Việt Nam ấy, thế nên là các cửa hàng bán đồ Việt Nam cũng rất là hiếm mà phải đi xa mới có. Thế nên là năm nay mình cũng không mua sắm gì mà cũng không gọi là trang trí chuẩn bị gì hết. Như mọi năm thì ở Fukuoka thì mấy anh em tập trung lại với nhau rồi ăn uống rồi nhậu nhẹt cũng rất là nhiều. Mình còn có cả video này, rồi mình sẽ cho mọi người cùng xem một đoạn nhé. Cái video này là mình quay từ năm ngoái. Tất cả mọi người cái đấy là biết được ngay là cũng có chứ ngay, đúng không? Làm nhai chụp. Phải đâu. Ở đây, đây chính là mình tự cầm máy mình quay mình. Thế là xong đúng không? Đầy đủ. Chung là lúc đó thì anh em cũng rất là đông, bởi vì lúc còn đang đi học mà. Hiện tại thì ra trường rồi thì mỗi người một nơi, có người thì về nước, có người thì vì công việc phải đi chuyển công tác ở chỗ xa ấy, thế nên là mỗi người một nơi. Và hôm nay đi làm thì có một câu chuyện gọi là liên quan đến Tết, mình cũng muốn chia sẻ cho mọi người một chút. Hôm nay thì người Nhật người ta hỏi mình là Việt Nam thì Tết thì ăn cái gì, rồi chơi gì, rồi tục lệ thế nào ấy. Thì họ hỏi là có cái món ăn nào như kiểu món ăn truyền thống, món ăn cổ truyền mà chỉ ăn trong ngày Tết không ấy. Thì mình bảo có, đó là bánh chưng. Thì có con tàu đi qua này, mọi người đợi chút nhé. Thì mình đang ngồi ở ngay gần cái ga chỗ mình này. Thì lại quay lại câu chuyện nhé. Thì mấy người Nhật nằm cùng ấy thì người ta hỏi là ở Việt Nam mình Tết thì ăn gì, thì mình bảo là Việt Nam mình ăn bánh chưng, mà bánh chưng được làm từ gạo lếp ấy. Mình còn lên mạng mình search ảnh, xong rồi mình cho người ta xem ấy, xong cũng kêu là, xong mấy người làm cùng ấy cũng bảo là nhìn ngon nhỉ, rồi thèm ăn thử ấy. Mình thì mình cũng muốn mời người ta ăn thử cho người ta biết hương vị gọi là Tết của Việt Nam ăn những cái gì, rồi hương vị ngày Tết của Việt Nam thế nào ấy. Nhưng mà sự thật là mình phân vân mãi, mình cũng tính là từ đặt bánh chưng ấy để gửi sang rồi mời người ta ăn một lần cho người ta biết ấy. Tại vì chỗ mình đây như kiểu ở quê rồi, khi mà mình vào công ty là mình là người đầu tiên người Việt Nam rồi, mọi người còn bảo là chưa bao giờ làm việc với người Việt Nam ấy. Nhưng mà có rất nhiều lý do để mình suy nghĩ, và mình đã quyết định là không, gọi là không mua để mời người ta ăn. Thứ nhất là mình biết là người Nhật người ta cũng rất thích ăn các cái đồ chế biến từ gạo lếp, nhưng mà không phải là gạo lếp nguyên hạt đâu mọi người nhá, mà thường là chế biến từ bột lếp ấy. Các cái loại bánh như là bánh nướng, bánh dẻo hầu như là chế biến từ bột lếp thôi. Mình rất ít khi thấy người ta ăn cái nguyên thức ăn mà nguyên bằng từ từ hạt gạo, như kiểu là xôi hay là cơm lếp ấy. Vậy nên là mình nghĩ là bánh chưng của mình có khi là người ta cũng không hợp khẩu vị. Đấy, đấy là cái thứ nhất. Và cái thứ hai đó chính là từ Việt Nam mà gửi bánh chưng sang thì chắc là không có rồi, không 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 gửi được rồi, mà phải mua qua các cửa hàng đồ Việt Nam ở bên Nhật này. Thì không phải là mình chê các cửa hàng bán bánh không ngon nhá, mình cũng xin xin lỗi mọi người như vậy. Nhưng mà thực chất là để mà mua cái bánh của các bạn bán ở Việt Nam so với cái bánh mà như là mẹ nấu ở Việt Nam ấy, đấy, thì nói chung là chắc chắn không ngon bằng rồi, đúng không? Mình xin lỗi các bạn gọi là bán hàng Việt Nam bên này nhá, mình nói thẳng như vậy. Và những năm trước mình mua gọi là ăn cho nó biết, cho nó gọi là có hương vị Việt Nam thôi, chứ thật ra thì nó cũng không ngon được bằng cái bánh ở Việt Nam. Thế nên là mình nghĩ là ví dụ mang mà mời người ta cái bánh mà không ngon như vậy mà người ta ăn xong người ta chê, hoặc là người ta nghĩ thế nào đấy, thì nó lại gọi là mất cái hình tượng, gọi là hoặc là mất cái ấn tượng đẹp về Việt Nam đi. Thế nên là mình đã quyết định mình đã không mời người ta ăn bánh chưng, và mình đã hướng dẫn cho người ta là bánh chưng này hình thế này, rồi mọi người có thể lên web xem, hoặc là ai muốn ăn thật thật sự mà người ta muốn ăn thì người ta sẽ vào, mình giới thiệu cho người ta một số cửa hàng Việt Nam ấy, thì bạn có thể vào đấy hỏi rồi mua về mà ăn thì nó hay hơn. Chứ còn mình mời người ta ăn xong là người ta không ngon ấy thì người ta lại bắt đầu chê mình, rồi người ta không dám chê trước mặt đâu, nhưng mà người ta nghĩ, gọi là nghĩ những cái điều không 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 tốt đẹp về Việt Nam mình ấy. Tại vì mình ở Nhật này lâu rồi, mình cũng gặp rất nhiều cái kiểu người mà mình biết những ai mà mình lên mời, những ai không lên mời. Thì tiện đây mình cũng chia sẻ luôn cho mọi người một chút về cái vấn đề gọi là khi mà người Việt Nam mình thường gọi là các bạn mới sang ấy, các bạn mới sang hoặc là các bạn về nước xong mà sang thường mang các quà quê, gọi là quà quê sang mời họ ấy. Thì đầu tiên mình khuyên mọi người là tốt nhất là không nên tặng cái đồ Việt Nam, bởi vì thứ nhất là do cái khẩu vị của người Việt với cả người Nhật mình là không hợp nhau rồi, và thứ hai là mình gặp rất nhiều trường hợp gọi là người ta nhận
nhận xong người ta về người ta chỉ có vứt đi hoặc là người ta không ngăn người ta cho người khác. Chính mình cũng được, ngày xưa mình đi làm thêm bãi tổ ấy, có một ông chủ ấy, nên là nhân viên khác cũng nhân viên người Việt tặng ông chủ, xong ông chủ ông còn giấu ra cặp sách xong ông mang ra đằng sau sau bếp ấy, ông đưa mình ông bảo là mày có ăn tao cho này, tao không ăn được đồ Việt Nam. Người Nhật này kìa, người ta không ngon hoặc là dở như shit luôn. Khi mà người khác tặng ấy, người ta cho người khác cho ăn ấy, kìa dở như shit luôn thì người ta vẫn khen là khen ngon, cũng rồi ngon lấy ngon để khen ra mặt luôn ấy mọi người ạ. Nhưng mà sau lưng thì chắc là chỉ muốn gọi là muốn nôn muốn nhẹ luôn ấy. Mình biết như vậy, thế nên là mình cũng khuyên mọi người là khi mà các bạn xác định tặng quà cho ai hay là biếu ai thì mình hãy nghiên cứu kỹ xem người này có phải là người này có thích về Việt Nam không. Những người mà có Kiyomi như kiểu là sở thích Việt Nam hoặc là họ muốn tìm hiểu về Việt Nam ấy thì họ sẽ tìm hiểu, tự khám phá Việt Nam theo cách của họ thì nó sẽ hay hơn là mình đưa cho người ta, mình cho người ta. Cũng giống như kiểu mình học bài thế, bây giờ mình tự học nó sẽ vào đầu nhiều hơn là được người khác bắt mình học đúng không. Thế là mình chỉ gọi là hướng dẫn cho người ta là thế này thế kia này, muốn ăn cái này đến đây, là muốn mua cái này đến đây, là muốn xem cái này thì lên chỗ này để xem này đấy. Mình khuyên các bạn là chỉ nên làm như vậy thì nó sẽ hay hơn. Thì quay lại cái câu chuyện là đêm 30 Tết này thì nói chung là cũng quen rồi, nói chung là ở bên đón Tết ở Nhật này cũng lần này lần thứ 5 cũng quen rồi, và mình chắc chắn là sang năm mình sẽ về. Thì hôm nay cũng là ngày cuối năm rồi thì mình cũng quay cái video này, thứ nhất là để tâm sự với mọi người về cái kỷ niệm là đón Tết ở bên Nhật này, và thứ hai đó chính là mình cũng xin tổng kết lại những gì mà đã đạt được và chưa đạt được ở trong cái năm 2019 này. Thì trước mình có tạo một kênh YouTube như mọi người biết rồi đấy, Quân GP Official ấy, kênh đấy cũng khoảng hơn 2.600 người đăng ký rồi. Thế nhưng mà vì một số lý do, nói chung là lý do khách quan thôi, thì mình cũng đã bị lúc đầu ấy thì mình cũng bật kiếm tiền rồi, mình cũng có thu nhập từ kênh đó rồi, nhưng mà lúc sau thì gần đây thì mình đã bị tắt kiếm tiền, và kênh đó thì hiện tại thì mình cũng không còn gọi là tương tác gì mấy nữa, và mình sẽ chuyển sang kênh Quân GP Cuộc Sống Của Nhật này để làm về các cái video chia sẻ về đời sống cho mọi người. Và mọi người nhớ gọi chung là ghé qua kênh của mình và đăng ký cho mình xin một sub và một like để mình có động lực để làm ra nhiều video về Nhật mọi người nhá. Một quay video một lúc mất nửa tiếng rồi, 8 giờ bây giờ 8 giờ này thì chắc là mình cũng phải chuẩn bị về và tắm rửa cơm nước rồi gọi điện thoại về nhà, chung là nói chuyện với bố mẹ một chút. Chứ còn thức đến lúc sang canh giao thừa chắc là mình không thức được, bởi vì mai còn phải đi làm sớm. Mai thứ bảy vẫn phải đi làm mọi người ạ. Thì mình cũng mới nghĩ ra một cái video mới cho ngày mai. Ngày mai là ngày đầu tiên của năm mới, là mình sẽ gắn cái câu vừa đầu lên cái mũ bảo hiểm ấy, xong rồi mình sẽ đi quay cái đường đi làm của mình nhé, cho mọi người xem nhé. Thì mọi người nhớ đón xem cái video tiếp theo nhé. Video này là video tối 30, và ngày mai mình sẽ quay một cái video ngày đầu tiên của năm mới. Giờ thì cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi cái video này, và mọi người nhớ ấn vào nút đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Bây giờ mình phải đi về đâu, có muộn rồi. À, suýt quên, máy quay vứt đây mà đi về cái thì chắc là thằng nào nó lấy mất. Rồi, bye bye, chào cả mọi người nhé.